Đúng anh em ơi. Ui dồi ôi. Ui hàng to anh em ơi. Hàng anh em ơi. Bự. Đúng ngay. Ui cái này to, này to anh em ơi. Phê. Hi, xin chào buổi sáng tất cả anh em nhé. 5 giờ sáng rồi, em nọ mọ đi từ sớm lên chỗ sông chuyên này đánh các bác ạ. À, sông của Lucky. Chưa đánh chắc mấy con chim ở trong cái góc bụi chuối này các bác này. Ở đây cảnh nó rừng núi nó rất là đẹp anh em nhé. Sông này nó chảy ra ngoài kia, ngoài đây. Nó là ngã ba các bác ạ, đây đầu cống. Và đằng sau kia nó là một dạng toàn, chung là ở đấy toàn bèo các bác, người ta chưa vớt. Rộng lắm, nó còn nếu chạy tít đi trong kia. Ở chỗ này nó thưa bèo quá này. Thưa bèo và đánh cảm giác là nó, em thấy là cũng nhiều hàng to đấy. Lần trước em đánh ở chỗ này thì em bong đứt một con chấm cỏ chỗ này, kéo phát đứt mất. Rồi bây giờ là em sẽ đi vào đây nhé các bác nhá. Đi trong đây. Đánh ở trong đầu cống này các bạn. Xe cộ rồi, hết đựng gì đó kìa. Lên đường thôi. Thì ở đây các bác nhé, ở đây thì nó là nước lợ, cá nó cũng nhiều đấy, mỗi tội nở thì bờ ấy, nước nó nông, thành ra là đánh nục rất là khó. Chỗ này chủ yếu là đánh năng C là chính anh em ạ. Kiểu như là hai bên bờ này người ta bồi đấy, nó bồi ấy, nó mới kiểu cứ sạt sạt tần ra, thế là bờ thì bờ nó nông quá, không đánh năng lục. Nên là chủ yếu ở đây sẽ đánh năng C là chính anh em ạ. Vị trí view nó đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Thôi em giải cần đã. Thử độ sâu của nước các bác nhá, biết dần đấy nó có sâu không cơ. Căn cái phao đánh anh em ạ. Nước lồng lắm. Nước đấy nó nông lắm anh em ạ. Rồi. Ok anh em, ra xong hết năng C nhá. Này em đánh 7 cái năng C, một lục. Đấy. Giờ chờ cá nó vào thôi. Này em đào luôn vọt. Đào vọt chưa có nào tí vọt luôn anh em ạ. Không tí nên cá mới đào vọt là khó lắm, một mình. Ủa, bình. Ui giời. Ui giời anh em ơi. Ui giời ơi các bác ơi. Trượt. Ui.
Ui không ăn, nó không ăn vảy anh em ơi. Con này đóng chạm rồi. Không ăn vảy, tiếc thế nhỉ. Hàng này cực kỳ to anh em ạ. Nó cứng cứng cần luôn mà không ăn vảy. Em giật quả tương đối mạnh thế mà tài nhỉ. Phê quá. Kình, các bác có nhìn thấy phao nó bành hẳn lên không? Không hiểu lắm ở đâu. Con này to, phải nói là rất là to bác ạ, mà không hiểu nó đóng vào đâu mà lại không dính. Phí quá. Đóng ngay anh em ơi. Ui ôi. Ui là hàng to anh em ơi. Hàng anh em ơi. Bự. Đóng ngay. Ui cái này to anh em ơi. Phê quá anh em ơi. Mày. Đếm đi, ông phải riu riu ra các bác ạ. Điều đây. Chim. Mày chạy đâu? Phê quá. Đá. Đến hàng rồi. Hàng to. Quá chà, á chà. Để em vật vào anh em ơi. Tươi. Ok. Chạy em sao được. Đóng phê thật. À, anh em nhìn này, kình nó kéo quả xuống thật đấy. Ui chạy đâu. Khéo tiếp xúc bình tĩnh em nhá. Được của nó đấy. Ok. Đây cái túi anh em ạ. Phê quá các bác ơi. Con này nó bảo nó ăn bành phao và đẹp thật. Vào. À đây phải bê cho anh em xem đã. Công nhận là ở đây nằm cá chim thật các bác ạ. Này. Có nhìn có phê không? Công nhận ở đây nằm cá chim thật. Đấy sáng đánh cái là lên hàng ngay. Ở đây nó gần cái nhà máy thành ra nó làm hơi ồn, em thông cảm nhé. Xuống đây. Cho xỏ khe mấy chỗ cần đăng xe này. Ok. Đây. Amen ạ. Rồi. Ok.
Ok. Cần cắn anh em ơi. Trùng dây rồi. Cắn. Trùng dây, con này chết anh em ạ. Mày, đóng luôn, tháo chuông. Rồi đóng. Không chạy nữa rồi. Ui, to anh em ơi. To các bác ơi. Ui, nó liệu vào cần kia. Ủa chết rồi. Nó đi vào cân này luôn anh em ơi. Chưa rồi. Đóng. Chưa đóng mèo rồi. Chưa rồi. Con này to phết anh em ạ. Này phải lấy cái vật ra chỗ mèo anh em ơi. Ui, qua cái chuối nào. Đóng cây đó. Đây anh em ơi. Phê phết. Wow, lồi. Mặc quá mấy cây này. Sao vậy? À, cái chim em ạ. Lại chim. Mày à, qua được. Ui dậy, ui giời. Dậy. Dãy cái gì? Ui dãy cái gì? To con này to luôn đấy, to hơn con vừa lấy anh em ạ. Hay đấy. Này các bác ơi. Mặc đấy. Đừng có dãy. To hơn con vừa lấy anh em ơi. Tuyệt vời. Con thứ hai các bác nhá. Ui ăn mỗi tí ở mồm. Phê thật đấy. Không hiểu ở đây sao nắm các chim thế. Ai à. Con thứ hai anh em ơi, phê chưa. May nào có vợt chứ không là nó mắc vào bèo là sẽ mất lắm. Tuyệt vời. Xuống túi. Wow. Ngon quá. Đây các bác này, các bác nhìn này, nó cắn đứt một lưỡi luôn. Các bác nhìn nó đứt một dây dù luôn, sợ thật. Cái đồng các chim cắn nát thật. May là nó đóng, hình như đóng 2-3 lưỡi gì đấy. Cắn đứt một giây, dã man. Ui, cần này cắn anh em này. Cắn, giật, cắn.
chính xác cần phải gắn. Đóng chưa? À đóng, đóng anh em ạ. Có phải không ấy? Ừ đóng mà đóng cá con. Ủa, có viền, có viền các bác ạ. Này, đóng thêm được một con cá viền nữa anh em này. Mồi nó vẫn còn luôn. Em vừa mồi vẫn còn. Đây các bác ơi. Này, đây các bác này. Con này tuy là nó rất là tanh, nhưng mà con này mà rán ăn thì ngon cực kỳ luôn anh em ạ. Về các bác cắt xía xía ra, xong rồi bắt đầu rán giòn, ăn phê thôi rồi luôn đấy. Cho rõ đã. Em vừa tháo hai cái năng xe con con ở bên ngoài ra, đánh cảm giác nó không hiệu quả, nó vướng mà cái giọt cá em bỏ luôn rồi. Mùa này đánh luôn được các bác nhá. Đánh luôn, không cần phải thay đâu. Bèo dưới nó cuối bèo quá này. Chứ giờ cái đám bèo nó trôi ngay ổ lục các bác ạ. Vớ vá vẩn của em mất ổ này. Trời đúng vào chỗ cần lục luôn, sợ thật. Này nó chọn điểm trôi. Đó mà. Gió quá, phong cảnh đẹp quá anh em ạ. Đằng sau này toàn núi rồi. Ui đèn quá anh em ạ. Đang công ngon này bèo trôi đây mất cái ổ rồi. Ui cái tảng bèo này. Đang công ngon này trôi đây. Ê mày dở chứ quang này, mất tối ổ rồi. Bao nhiêu mồi ăn sáng đây. Cày thế nhỉ. Trôi đông trôi trôi đấy. Tôi khả năng phải thu đồ về các bác ạ. Chán quá, này đang đánh ngon thì lại mất cái ổ. Anh em nhìn này. Cái phao của em nó vẫn đang ở đấy có gì ấy, nằm trong bèo này, chưa buồn nhấc ra này. Đang đánh ngon, đang đánh hụt ổ ngon thì bỗng dưng này đắm bèo chui vào. Đấy, sáng em còn phải cột cột dây đây để cái nắm mèo to đỡ trôi ra. Bây giờ ông gỡ lấy cái dây mang về anh em ạ.